Đấy, thử thách ăn chay. Tiếp tục ăn chay trường. Đây là đậu rán. Hôm nay là sẽ rán chấm nước mắm tỏi, chanh ớt. Này có đầu bếp Phúc Béo. Mình cho cái dầu nó già lên xong rồi cho đậu vào. Cái này là 20.000 tiền đậu mọi người. Được 70 đậu. Cắt ra rồi. Đậu rất là ngon. Đậu này làm tươi nóng luôn, có thể ăn luôn tại chỗ, không cần phải luộc lại. Đậu nóng hổi. Lâu lâu rồi Phúc bỏ canh thì phải quay lại làm nấu ăn. Không nấu ăn thì sao? Đàn ông trong gia đình là phải có bếp. Không có sau này sao nhỉ? Ai lấy nhỉ Phúc nhỉ? Có lấy vợ được không? Chó nó lấy. Chó nó lấy. Sau này có em nào đến nhà mà muốn lấy Phúc Béo Hà Nội Vlog thì phải go go nhá. Bác ơi, con muốn làm con dâu của bác. Go go. Đúng không? Để đi con. Để. Dọn đồ nó sang. Vẫn chắc được nhỉ. Tối đậu sốt, trưa đậu rán. Lại đậu luộc. 7 ngày chỉ có ăn đậu thôi mọi người, ăn chay. Phúc còn bảo là ăn chay trường luôn đi mẹ. Ăn chay trường kỳ giảm cân đây này. Bụng vẫn to lắm đây này. Hành trình giảm cân của Phúc Béo nha mọi người. Con chào quý vị khán giả cái đi. Chào mọi người. Cả nhà nhớ ủng hộ cho cháu với nha. Cho kênh của cháu được quảng cáo trở lại nhá. Lâu quá không nấu ăn, không làm clip. Để phải nhờ các bác, các cô, các chú là cầy hộ. Nhớ xem nhiều nhiều lên nhá. Nhìn thấy đầu bếp chuyên nghiệp perfect. Giòn là vật để đậu nó già đấy mọi người nhé. Rán xong một đĩa đậu khổng lồ rồi. Rán xong một đĩa đậu siêu to khổng lồ mà các con lại không thích chấm nước mắm, các con lại bảo là chấm gia vị chanh ớt. Ok, có gia vị chanh ớt luôn. Đây, bữa trưa lại ăn chay nha mọi người. Bữa trưa bữa tối lại ăn chay. Đây là salad rau muống này. Và sốt dầu mè trộn salad. À, đậu này. Rồi canh này, canh xấu dầm nhé. Cà Sapa, cà em tự muối luôn. Và đây là rau muống xào tỏi. Đó. Có hai món chủ đạo vậy thôi. Bây giờ ăn chỉ có ăn kiêng thì chỉ có ăn thế thôi. Nhưng mà hấp dẫn nhất vẫn là cái nước chấm này. Đấy, gia vị chanh ớt. Phúc ăn đi con. Vâng. Thử thách ăn chay ngày thứ hai. Đây là thứ hai. Ngày thứ hai nên là ăn đậu rán. Đấy, đậu rán, hôm qua là đậu sốt, hôm nay đậu rán. Không đậu. Chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả chứ. Mời. Hả? Mời mọi người ạ. Ừ. Đậu giòn giòn. Nước chấm ngon không? Nước chấm ngon. Nhìn ngon đấy. Rồi, xin cảm ơn quý vị khán giả nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn quan tâm ủng hộ cho ba mẹ con nha. Nhà cháu bây giờ ăn chay
ăn chay trường trong một tuần liền đấy mọi người. Đấy. Ăn để giảm cân như này là ok. Ngon. Vẫn ngon đúng không? Khi nào ăn mà cảm thấy ngán rồi ấy, thèm thịt rồi thì nói mẹ nhá. Còn vẫn ăn được là vẫn cứ cho ăn chay thôi. Rồi bye bye cả nhà. Cảm ơn rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mẹ con em nhá.